Thưa quý vị, liên quan tới dự án nhà xã hội được quan tâm nhất thời gian qua, chủ đầu tư dự án NHS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cho biết, sau sự kiện bốc thăm thành công hồi tháng 5, công ty đã gửi danh sách 149 người bốc trúng suất mua tới Sở Xây dựng Hà Nội để các cơ quan chức năng thẩm định lại. Kết quả phát hiện có 7 trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại các vị trí khác hoặc nhà đất vượt quá 10m² một người nhưng vẫn tham gia bốc thăm. Thậm chí có trường hợp đã có sổ đỏ 300m² đất. Điều này làm giảm mất cơ hội bốc thăm trúng suất mua nhà của những người có nhu cầu thật khác. Công ty đã hủy quyền mua của các trường hợp này và sẽ tổ chức bốc thăm lại lần 2 để tìm khách hàng mới thay cho 7 trường hợp trên. Thời gian tiến hành sẽ được thông báo sau. Giá bán tại các căn hộ nhà ở xã hội tại đây khoảng 19,5 triệu đồng một mét vuông. Tuy cao hơn so với giá nhà ở xã hội cách đây vài năm trước, nhưng vẫn rẻ hơn 1/2, thậm chí là 1/3 so với các chung cư khác cùng khu vực.